cách trồng cây quýt Thái ở trên chậu. Thì bên cạnh nhà vườn Vũ Tiến đây là một cây quýt Thái ngọt trồng được ở trên chậu. Cây này thì trồng được 4 năm rồi. Đấy, gốc rất là to và quả rất là nhiều. Hiện nay thì cái cây này nhà vườn Vũ Tiến đang cho đậu khoảng tầm 500 trái và nhà vườn Vũ Tiến sẽ cắt tỉa đi. Thì hôm nay nhà vườn Vũ Tiến sẽ hướng dẫn cho bà con cách trồng cây quýt Thái ở trên chậu sẽ như thế nào để cho bà con lắm được cái kiến thức trồng cây quýt Thái, để cho bà con trồng tại nhà có được một cây quýt Thái to đẹp như thế này và sai quả. Thì ngay bây giờ nhà vườn Vũ Tiến sẽ chia sẻ kinh nghiệm trồng cây quýt Thái. Trước tiên thì nhà vườn Vũ Tiến sẽ quay qua một vòng để cho bà con biết được cây quýt Thái hiện tại đang ra nhiều quả như thế nào. Đây, hiện nay thì cây quýt Thái nhà vườn Vũ Tiến đang cao được 2,5 m và tán rộng là 2 m. Hiện tại thì cây đang có rất là nhiều quả nha bà con. Đấy. Cây quýt Thái này thì là một loại cây có múi thuộc họ cam, bưởi và chanh. Nó là một loại cây chịu hạn rất là tốt và không, nếu mà cây bị úng nước thì cây quýt Thái nó sẽ kém phát triển và nó có thể bị thối rễ. Đấy. Và thứ hai là về cây quýt Thái, về đặc điểm thì nó sẽ ra hoa vào tầm tháng 3 âm lịch và khi chín thì nó sẽ rơi vào tầm tháng 12 âm lịch và quả của nó treo rất là lâu. Đấy, các bác hay dùng cây quýt Thái để chơi Tết, trưng vào ngày Tết đấy các bác. Có thể là quả quýt này nó sẽ đậu được trên cây 3 đến 5 tháng là nó vẫn đậu được ở trên cây. Đấy. Là khi chín nó vẫn đậu được trên cây thì các bác chơi cái cây này làm cảnh thì rất là hợp lý và vừa ăn quả vừa làm cảnh. Thứ hai nữa là khi mà cái cây quýt này nó chín ấy thì là nó cái toát ra cái mùi hương thơm rất là thơm. Cái quả của nó toát ra rất là thơm nhé. Các bác nhìn cái quả này, quả nó rất sai luôn. Đây, hiện nay thì đang là vào tháng 10 dương lịch, tức là tháng 8, giữa tháng 8 cuối tháng đầu tháng 9 âm lịch. Thì là cái cây quýt Thái này nó đang quả đang ra to rồi. Đấy, nó sẽ rơi vào tầm tháng 12 là nó sẽ chín và quả nó sẽ to hơn. Và bây giờ đang trong cái thời gian mà mình cần phải chăm sóc cái cây quýt Thái này như thế nào để cho nó sẽ to quả và nó tốt nhé bà con nhé. Trước tiên thì nói về chủ đề chính của chúng ta là sẽ giúp bà con trồng cây quýt Thái ở trên chậu. Thì trước tiên thì bà con cần phải chuẩn bị một cái chậu nhé. Đây, chậu của nhà vườn Vũ Tiến ở đây thì là có bên trong, lòng bên trong là 60 cm. Đấy, 70 cm. Đấy, cái lòng bên trong chậu là 70 cm. Và giá thể mà nhà vườn Vũ Tiến đang sử dụng ở đây là như thế nào thì bây giờ nhà vườn Vũ Tiến sẽ quay gần để cho bà con xem. Dạ vâng, và bây giờ bà con cùng quan sát cái giá thể mà nhà vườn Vũ Tiến trồng cái cây quýt Thái. Trước tiên thì đây là cái bề mặt của cây quýt Thái thì nhà vườn Vũ Tiến đang sử dụng một cái gọi là cái những cái gọi là rơm dạ hay là vỏ bao. Đấy, đây thì nhà vườn Vũ Tiến đang sử dụng là rơm. Đấy, để phủ lên cái bề mặt của cây quýt Thái này khi mà bà con để trên sân thượng hay để sân hay là để vườn mà trên chậu như thế này thì nó sẽ rất là nhanh mất nước. Đấy, nó sẽ rất là nhanh mất nước thì bà con nên phủ một lớp chấu hay là sơ dừa hay là bất kể một cái giá thể gì đó. Đấy, để cho nó giữ độ ẩm cho cái bề mặt thì nắng nó chiếu trực tiếp vào đây thì nó sẽ không gây nóng chậu và nó không gây nóng rễ. Thứ hai nữa là nó tránh mất hơi nước. Đấy, nó giữ độ ẩm rất là tốt thì cho cây quýt Thái này nó sẽ hút ẩm và nó nuôi quả nhé bà con. Vì là cây này nó là cây có múi nên nó có rất là nhiều nước. Thế nên là một ngày nó cần rất là nhiều nước để nó cung cấp cho cái cây cái quả này này. Bà con chú ý nhá. Đấy, thế nên là bà con phải thường xuyên chăm sóc và tưới nước cho nó thường xuyên để cho nó có đủ nước để nó nuôi quả. Đấy. Đấy là cái cơ bản về cái việc mà trồng ở trên chậu là cái cơ bản. Thứ hai nữa là về giá thể. Giá thể ở đây thì nhà vườn Vũ Tiến đang sử dụng ở đây là đất. Đấy. Đất trộn với lại vỏ chấu. Đấy. Đây, nhà vườn Vũ Tiến đào lên cho bà con xem. Đất trộn với này, đây giá thể này. Đất trộn với vỏ chấu và đất trộn với vỏ chấu, tỷ lệ của nó là 50% đất và 30% là vỏ chấu cộng với lại 20%.
thì bà con có thể sử dụng là phân bò hoặc phân trùng quế để bà con trộn vào. Đấy, thì sẽ giúp cho cái cây này nó đủ chất dinh dưỡng, đủ cái chậu này nó vừa tơi xốp này, vừa đủ chất dinh dưỡng để nó cho một cái cây to như thế này ở trên chậu. Đấy, bà con hiểu chưa? Và thông thường thì cứ mỗi một tháng thì nhà vườn Vũ Tiến lại bón giải phân bò hoặc là phân trùng quế cho cái cây này một lần. Đấy, hoặc là 2 tháng thì bà con lại tưới nhiều hơn, bón nhiều hơn một tí. Đấy, thì cứ khoảng 1 đến 2 tháng thì nhà vườn Vũ Tiến lại sử dụng cái phân bón một lần. Đấy. Và thường xuyên bà con thường xuyên là tiến hành là làm cỏ cho cây quýt thái nhé bà con nhé. Chứ mà bà con mà để nhiều cỏ trên cái cây như thế này, nó sẽ hút hết chất dinh dưỡng ở trong cái đất, thì là nó sẽ làm cho cái cây của mình nó còi cọc và nó kém phát triển đi nhé bà con nhé. Đấy, bà con hãy thường xuyên làm cỏ đi như thế này. Rồi, về cái phần đất và phần chậu thì nhà vườn Vũ Tiến đã hướng dẫn cho bà con rất chi tiết rồi. Và bây giờ về kỹ thuật trồng cây quýt thái thì làm sao để quả nó to và nó mọng, thì bà con cần phải tỉa đi cho nhà vườn Vũ Tiến cho nó thưa ra. Đấy, tỉa quả cho nó thưa ra, ví dụ như là 10 quả thì bà con chỉ giữ lại khoảng 5 quả thôi. Đấy, để cho quả nó thưa và nó cây nó đủ chất để nó nuôi cho quả. Ví dụ như cây như này hôm trước là nó có tầm chục quả, thì nhà vườn Vũ Tiến chỉ giữ lại 2 quả thôi. Những cái chùm này thì cái quả này nó ở đầu chùm này nó sẽ to, nó to hơn rất là nhiều so với lại cái chùm mà mình không tỉa nhá. Cái chùm mà mình không tỉa thì cái quả nó sẽ bé này, này quả nó sẽ bé hơn. Đấy, bà con hiểu chưa ạ? Và tiếp theo thì cái cây này nó có sâu bệnh gì không? Về cách phòng ngừa sâu bệnh cho cây quýt thái có khó không? Thì bây giờ nhà vườn Vũ Tiến sẽ chia sẻ ngay. Thì cây quýt thái là một loại cây thuần Việt nhá. Nó không nhiều sâu bệnh và nó rất là khỏe nhá bà con nhá. Khi mà cây quýt thái mà nó đã ổn định ở mình rồi ấy, nó sẽ rất là khỏe và nó ít sâu bệnh. Thì thông thường nhà vườn Vũ Tiến hay phun định kỳ là 3 tháng nhà vườn Vũ Tiến phun một lần. Là nhà vườn Vũ Tiến sử dụng cái trái cà đỏ này để chữa những cái bệnh như là dày xanh, đấy, bọ trĩ, dẹp sáp và sâu, đấy, bọ nhảy này, ruồi vàng, đấy, và một loại là sâu vẽ bùa. Đấy, nó là một loại cây rất là ăn, nó là một loại thuốc nó không nóng và rất là an toàn. Và nhà vườn Vũ Tiến sử dụng 3 tháng nhà vườn Vũ Tiến phun một lần, đấy là trường hợp mà cây bị bệnh và có thể là phòng bệnh. Còn nếu mà bà con mà không cây mà bà con mà khỏe đấy thì bà con cũng không nhất thiết phải phun. Đấy, không cần phải phun. Và bà con thì thường xuyên chăm sóc cho nó thôi, không cần phải phun là được. Thứ hai nữa là về điều kiện cần thiết để cho cây quýt thái nó phát triển, thì bà con cần phải đặt cây quýt thái ở những cái nơi nó có nhiều ánh sáng và nó nắng, thì cái tỷ lệ quang hợp cho cây đấy, nó sẽ chuyển hóa nó tốt hơn và cái giảm cái sâu bệnh đi. Đấy, bà con lưu ý nhá, ví dụ bà con mà mua cây giống hay mua cây to như thế này về, bà con cần phải đặt những cái nơi là nó nhiều ánh sáng và nhiều nắng nhé bà con nhé, chứ đừng trồng ở những cái nơi có bóng mát hay bóng cây thì nó sẽ làm cho cây quýt thái nhà mình nó sẽ rất là yếu và chậm nhá. Và thứ ba nữa là về một cái lưu ý và một cái kinh nghiệm này rất là quý này, bà con phải lưu ý này, là khi bà con trồng cái cây quýt thái này, bà con phải tuyệt đối cho em là trồng cây quýt thái là phải trồng lỗi nhá. Bà con mà trồng chìm cây quýt thái là nó sẽ nghẹn và nó sẽ rất là chậm phát triển. Bởi vì sao? Bởi vì cây quýt thái nó là cây dễ chùm. Cây dễ chùm thì bà con bắt buộc phải trồng nổi nhé bà con nhé. Bà con mà trồng chìm là cây nó sẽ kém lắm ấy. Đấy, bà con phải xem kỹ video thì bà con mới biết được nhé. Cảm ơn bà con rất là nhiều. Hôm nay nhà vườn Vũ Tiến rất là vui được chia sẻ cho bà con. Kính chúc bà con sức khỏe và hẹn gặp lại bà con ở những video tiếp theo.